Vụ lúa hè thu 2015, huyện Tân Thạnh xuống giống 29.500 hecta. Đến nay, các địa phương phát huy hiệu quả các mô hình ô đê bao lửng và trạm bơm điện như Tân Ninh, Nhân Hòa. Gieo xạ được sớm, bà con đã thu hoạch được trên 300 hecta, năng suất bình quân đạt từ 6 đến 7 tấn một hecta. Sau khi thu hoạch, bán với giá từ 4.900 đồng cho đến 5.200 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, bà con còn lãi trên 10 triệu đồng một hecta. Thì trước đây á, là đất này nó chưa có trạm bơm, từ năm 2013, 14, 15 đã vô trạm bơm, thì mần năm đầu thì được 2 vụ, nay là 2015 thì đã mần được 3 vụ. Lúa thì trước đây đất phèn lắm, mà vô trạm bơm thì nó cũng là rất là tốt, nó hạ phèn, trôi phèn đi ra, và lúa trúng mần được những cái loại giống hột lớn và giống thơm có giá. Thì từ vô trạm bơm tới nay thì thấy nông dân thấy cũng có kinh tế lợi nhuận. Có thể là mình ở trong xã hay hoặc là bà con làm thêm những cái trạm bơm khác để nhân rộng ra để cho nó nhiều, và để cho nó làm được có hiệu quả, năng suất cho nông dân mình được thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Những diện tích còn lại, trà lúa đang trên đà phát triển tốt, do thời tiết nắng nóng kéo dài đã xuất hiện một số sâu bệnh phá hoại, nhưng không đáng kể. Huyện Tân Thạnh đã chỉ đạo các ngành chức năng huyện và các địa phương tích cực đồng hành cùng nông dân theo dõi tình hình diễn biến sâu bệnh phá hoại, vận động bà con thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh phá hoại và có biện pháp xử lý kịp thời nhằm khống chế sâu bệnh lây lan trên diện rộng, giúp cho bà con sản xuất được một vụ mùa thắng lợi.